Ngày 20 tháng 10, Giáo hội kính nhớ Thánh Vitalis Giám mục Sa Bâng. Thánh Vitalis Giám mục Giáo phận Sa Bâng có tên theo tiếng Latin là Vitalis. Có lẽ ngài sinh vào giữa thế kỷ thứ 7 tại Ý, hoặc cũng có thể tại Pháp. Ngài qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 728 tại Sa Bâng, Áo Quốc. Có tài liệu nói ngài đã qua đời vào năm 730. Ngài được coi là một trong những học trò xuất sắc nhất của Thánh Giám mục Rubens. Và từ năm 716, ngài trở thành người kế vị của Thánh Rubens trong chức giám mục tại Sa Bâng. Sau đó, ngài kiêm thêm chức viện phụ của đan viện Sắc Peter. Ngài được coi là tông đồ của xứ Pingo. Theo tương truyền thì Thánh Vitalis là người đã tiếp tục những hoạt động truyền giáo của Thánh Rube tại nhiều nơi trên nước Áo, đặc biệt tại vùng Pingo, một khu vực thuộc Sa Bâng ngày nay, và sau đó đã thành lập một đan viện tại Je. Và đan viện này có tên là Sách Peter. Cũng theo tương truyền, ngài là một vị mục tử rất nhiệt, rất tận tâm và rất được dân chúng quý trọng. Dưới thời cai quản của Thánh Nhân, giáo phận Sa Bâng đã được mở rộng nhờ vào sự dâng cúng đất đai của ông Hubert, công tước Bavaria. Cuốn sách về tiểu sử của các đan sĩ Viện Saint Peter cho biết rằng Thánh Vitalis là viện phụ thứ hai của đan viện này và là tiền nhiệm của ngài. Và vị tiền nhiệm của ngài là viện phụ Azogolus. Cuốn sách này cũng cho biết Thánh Rubens Giám mục đã không qua đời tại Sa Bâng, nhưng tại một nơi khác, có lẽ tại Worm. Còn Thánh Vitalis, sau một thời gian miệt mài với công việc truyền giáo cũng như với công việc huấn luyện đức tin cho cả các giáo hữu lẫn giáo sĩ và đan sĩ, ngài đã qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm 728. Thi hài được an táng trong nhà thờ chánh tòa ở giáo phận Sa Bâng. Vào thời Trung Cổ, ngôi mộ của Thánh Nhân tại nhà thờ nói trên đã trở thành một trung tâm hành hương quan trọng vì nhiều phép lạ đã xảy ra tại đó, đặc biệt là kể từ năm 1181 sau khi ngôi nhà thờ chánh tòa này được tái thiết. Vào giữa thế kỷ thứ 15, Đức Thánh Cha Pio thứ hai đã cho phép cải táng ngôi mộ của Thánh Vitalis, và các thánh tích của ngài đã được cung nghinh tới đan viện Saint Peter. Nhưng mãi cho tới năm 1497, ngôi mộ của Thánh Nhân mới được kiến thiết trong nhà thờ của đan viện Saint Peter. Vào năm 1762, người ta lại tân trang ngôi mộ của ngài tại đan viện Saint Peter. Quang cảnh xung quanh ngôi mộ của Thánh Nhân như được thấy hiện nay đã tồn tại từ đó cho tới giờ. Thánh Vitalis được tôn kính với tư cách là bổn mạng của vùng Pingo, dưới tước hiệu vị tông đồ xứ Pingo. Ngài cũng được tôn kính với tư cách là bổn mạng của các em thiếu nhi và của các thai phụ. Theo truyền thuyết thì Thánh Vitalis đã làm một phép lạ, mà với phép lạ này ngài đã cho một cây huệ lớn lên từ một tảng đá và sau đó đã trổ bông. Vì thế trong nghệ thuật ngài được trình bày trong tác phẩm giám mục với một quả tim và một bông huệ. Vụ án phong thánh cho Thánh Vitalis đã được tiến hành ngay từ giữa những năm 1459-1462, nhưng phải tạm gác lại, và năm 1519 vụ án lại được tái khởi động, nhưng cũng không hoàn tất. Sau cùng vào năm 1626, Đức Thánh Cha Urban thứ 8 đã cho phép được tôn kính Thánh Vitalis tại giáo phận Sa Bâng, nhưng ngài chưa bao giờ được phong thánh cách chính thức. Dù vậy, ngài vẫn có tên trong Romanum, tức là danh mục các chứng nhân của giáo hội Roma. Giáo hội tôn kính Thánh Vitalis vào ngày 20 tháng 10, tức ngày ngài qua đời, và với bậc lễ nhớ tự do. Chúng ta cũng xin với Thánh Vitalis cầu thay nguyện giúp cho chúng ta cũng được thêm lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.